Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, công an và quân đội trong vòng tay của Thái thú Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng và mưu đồ xâm lược của bá quyền phương Bắc. Khi công an là thanh gươm chém dân và lá chắn ngăn chặn lòng yêu nước, khi quân đội làm giàu là một trong những chức năng cơ bản và là bản chất truyền thống tốt đẹp, thì rõ ràng tên đầu đảng Nguyễn Phú Trọng và đám đàn em đã biến Việt Nam thành chư hầu dễ thu tóm nhất trong quan hệ Bắc Kinh, và chúng đang làm việc này rất tốt. Trong hệ thống quyền lực của Ba Đình, công an và quân đội là hai bộ phận có thể quyết định số phận chính trị của toàn bộ giới cho bu. Nếu công an là thanh kiếm, lá chắn bảo vệ chế độ thì quân đội có thể là hiểm họa dẫn đến một cuộc đảo chính mà bất kỳ tên độc tài nào cũng phải quan tâm đến viễn cảnh đen tối đó. Chính vì vậy mà ngoài hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng đã chiếm giữ luôn hai ghế Bí thư Quân ủy Trung ương và Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Đối tượng của thanh kiếm lá chắn là ai? Đó chính là toàn bộ nhân dân Việt Nam, và bất kỳ kẻ nào đi ngược với ý đảng đều bị xếp vào thành phần thù địch. Nguyễn Phú Trọng phải bảo đảm công an thực hiện vai trò duy nhất đối với đối tượng duy nhất này. Đối tượng của quân đội là ai? Trên nguyên tắc, đó là mọi thế lực ngoại bang có ý đồ xâm chiếm hay làm nguy hại đến an ninh quốc gia. Nguyễn Phú Trọng phải kiểm soát được thái độ và ứng xử duy của quân đội đối với đối tượng xâm lược duy nhất là Tổ Cộng hiện nay. Thái độ đó là im lặng, án binh bất động. Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Tổng tịch kiêm Bí thư Quân ủy Quân đội và Ủy viên Thường vụ Công an đã gây dựng nên bản chất rất rõ nét của quân đội và công an, và từ đó trở thành bản chất của chế độ quân đội hèn với giặc và công an ác với dân. Dưới mắt nhìn của quân xâm lược phương Bắc, công an là bộ phận để bảo vệ bộ máy quyền lực của chư hầu, nhưng cũng là lực lượng để trấn áp mọi công dân Việt Nam yêu nước đứng lên bảo vệ chủ quyền. Do đó, Công an Cộng sản Việt Nam đã trở thành một cánh tay nối dài phục vụ cho mưu đồ xâm lược bá quyền của phương Bắc. Đối với Bắc Kinh hay bất kỳ thế lực ngoại bang nào, sức mạnh chính của Việt Nam chống lại xâm lăng là quân đội. Khi quân đội nằm trong tay thái thú họ Nguyễn với quyền hạn của một bí thư quân ủy trung ương, chủ tịch nước, thống lĩnh các lực lượng vũ trang thì quân đội trở thành một cánh tay liệt theo ý muốn của Bắc Kinh. Thái độ của Nguyễn Phú Trọng kéo theo thái độ của toàn bộ quân đội Cộng sản Việt Nam trong vụ bãi tư chính là một thí dụ điển hình mới nhất. Nắm quyền kiểm soát công an và quân đội là ưu tiên hàng đầu trong bộ máy độc tài. Đối với một tên độc tài vừa muốn giữ quyền lực, vừa là tay sai, và đối với bá quyền có mưu đồ xâm lược thì kiểm soát quân đội là ưu tiên cao hơn. Do đó, Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm tay sai của Bắc Kinh phải bằng mọi giá nắm đầu quân đội qua ba hướng chính: mua chuộc để thu phục sự trung thành, làm biến chất quân đội và loại trừ ảnh hưởng của lực lượng thù địch trong quân đội. Cả ba hướng này đã được thực hiện vào sáng ngày 8 tháng 8 năm 2019 tại Hà Nội, khi Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã cùng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đưa ra những quyết định về công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng trong hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Thực chất đây là kết quả của những thương thảo nhằm mua chuộc nhau bằng cách một lần nữa chính thức hóa những đặc ân và quyền lợi mà phía quân đội được hưởng, đó là tái khẳng định chủ trương cho quân đội làm giàu là chủ trương đúng đắn. Chủ trương làm giàu này được che đậy bằng những mỹ từ quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Nhưng không chỉ dừng lại ở chủ trương có thể áp dụng trong một khoảng thời gian, nó được nâng cấp trở thành một trong những chức năng cơ bản, đã trở thành bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam.
Rõ ràng thành phần tay sai của Bắc Kinh đã vừa mua chuộc quân đội, vừa âm mưu làm biến chất quân đội, làm bại liệt chức năng duy nhất của quân đội là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đất nước. Thanh trừng và loại bỏ những thế lực thù địch, tức là phe đối nghịch trong quân đội đã từng thao túng và đang nắm giữ đa số các dịch vụ làm giàu của quân đội bằng cách tiến hành thanh tra kiểm tra việc quản lý sử dụng đất quốc phòng, kiên quyết cương quyết thu hồi đất đối với các hợp đồng liên doanh liên kết hết thời hạn hoặc sai phạm không hiệu quả, xử lý nghiêm các sai phạm, bảo đảm đúng người đúng pháp luật, không có vùng cấm, những trường hợp vi phạm chuyển cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định. Nguyễn Xuân Phúc CLMV đã được phân công để trao quà cho phe quân đội. Món quà cụ thể nhất dành cho quân đội mang hai bản chất hèn với giặc và ham làm giàu, lần này là đất. Đi đôi với món quà này là điều kiện phải loại bỏ những thành phần không phò phe ta trong nội bộ quân đội. Cả hai được gói gọn như sau. Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo phải hoàn thành các văn bản về các tập đoàn kinh tế quốc phòng được sử dụng đất quốc phòng. Bộ Quốc phòng quản lý chặt chẽ, giữ ổn định tình hình quân đội, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Khi công an là thanh gươm chém dân và lá chắn ngăn chặn lòng yêu nước, khi quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế là chủ trương đúng đắn, nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước, Cộng sản là một trong những chức năng cơ bản đã thành bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam, thì rõ ràng tên đầu Đảng Nguyễn Phú Trọng và đàn em đã biến Việt Nam thành chư hầu dễ dàng thu tóm nhất trong cho quan thầy Bắc Kinh, và chúng đang làm việc này rất là tốt. Nguyễn Phú Trọng với cương vị chủ tịch nước kiêm chức tổng bí thư của Đảng cầm quyền đã làm được những gì ngoài việc tiếp tay nối giáo cho kẻ thù truyền kiếp Việt tộc từ phương Bắc? Chủ tịch Quốc hội, một cơ quan quyền lực tối cao theo chữ nghĩa, đã làm được gì ngoài chuyện làm nô tì cho thiên triều Tàu Cộng? Nguyễn Xuân Phúc, Ngô Xuân Lịch cùng các quan chức tướng lãnh cho bù của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm gì hay chỉ biết cúi đầu vâng dạ với bọn cướp Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Tàu Cộng? Không còn nghi ngờ gì nữa, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính, Ngô Xuân Lịch, Hoàng Trung Hải là những tên thái thú tiếp tay nối giáo cho giặc Tàu Cộng. Chúng đã cúi mọp quỳ lạy thiên triều, rước những đoàn voi hung hãn về Biển Đông, Bãi Thứ Chính, Chữ Thập, Châu Viên, Đá Gà Vên, Đá Tư Nghĩa, Đá Vành Khăn, Đá Su Bi và Gạc Ma, Tây Nguyên, Vũng Áng, Khánh Hòa, Bình Dương, miền Tây Nam Bộ, Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cùng các tỉnh thành khắp ba miền trên đất nước Việt Nam từ Bắc Trung Nam. Giặc Tàu giờ đây đã tràn lan khắp mọi nơi, từ Trung ương đến Bộ Chính trị, từ Bộ Quốc phòng đến các tướng lãnh đan tâm làm tay sai Trung Cộng đã và đang nắm toàn bộ nền kinh tế nước Việt để biến nơi đây thành một con nợ và phải trả bằng đất đai, biển đảo cùng bao tài nguyên mà xứ này đang có. Tàu Cộng đang tung ra rất nhiều tiền của Việt Nam được in tại Trung Quốc với những mệnh giá cao để thu mua đất đai cũng như nhà cửa ở các thành phố lớn cũng như các tỉnh Tây Nguyên. Hiện nay Tàu Cộng đang tràn lan khắp mọi nơi, nắm những vùng đất rất là có giá trị, và chúng đã bỏ tiền ra, thực ra đây là tiền giả chúng in cho Việt Nam với một loạt series giống nhau và sau đó tung vào Việt Nam để cho chính người dân Trung Quốc đứng ra mua những vùng đất đắc địa, nhất là khu vực ở Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại các nơi đây toàn bộ 70% những người đang thu gom mua đất và nhà cửa hoàn toàn là người Trung Quốc, đó là một báo động. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ở Bãi Thứ Chính, nơi mà ngay cả Hoa Kỳ và các nước đồng minh Anh, Pháp, Nhật, Ấn Độ cũng rất quan tâm lo lắng và đưa cả chiến hạm đến đây trực diện, thì quốc gia bị Trung Cộng trực tiếp xâm chiếm vào chủ quyền lãnh hải bên trong 200 hải lý của Việt Nam mà Công ước
của Liên Hợp Quốc về luật biển United Nations Convention on Law of the Sea, UNCLOS, đã chứng nhận như là một công pháp quốc tế. Thế mà Đảng và Nhân quyền Cộng sản Việt Nam vẫn câm như hến. Thế mà Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng, kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội, cơ quan quyền lực tối cao, chứ không phải trên thực tế mà chỉ là trên chữ nghĩa, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Clover Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, tất cả đều câm nín. Những người luôn tự cho rằng họ yêu đất nước vì dân tộc, nhưng khi tình cảnh của đất nước đang lâm vào lúc nguy ngập nhất thì thái độ của chúng vẫn im lặng. Vậy im lặng không là đồng lõa thì là gì? Giữa lúc tình hình dầu sôi lửa bỏng nơi Biển Đông ở bãi Tư Chính mà Nguyễn Phú Trọng vẫn trốn chui trốn nhủi cũng đã đủ chứng minh ông ta là thứ gì rồi. Những người còn cảm thấy có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc trong tình huống bi đát hiện nay, hãy can đảm đứng lên cùng toàn đảng, cùng toàn dân, trừ khử những tên phản quốc. Mới đây ngày 31 tháng 7 năm 2019, tại hội nghị các bộ trưởng ASEAN diễn ra tại Bangkok, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã nói thẳng vào mặt Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị rằng, đặc biệt tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc được các tàu hải cảnh và dân binh hộ tống xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, tiến hành các hoạt động khảo sát trái phép. Những hành động này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo Công ước Luật Biển 1982. Nghiêm trọng hơn, đây là diễn biến tiếp theo các hoạt động cải tạo bồi đắp quy mô lớn và quân sự hóa các cấu trúc tranh chấp trên biển. Phạm Bình Minh chỉ đích danh Trung Quốc và tàu khảo sát HD8 đã xâm phạm, khiến cho tên Vương Nghị rất tức tối. Liệu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có phản ứng hay trả thù ra sao đối với Phạm Bình Minh? Với tuyên bố của Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân, thì bọn Nguyễn Phú Trọng, Ngô Xuân Lịch có xử lý không hay cho lên chức? Với video clip tiết lộ bí mật cũng như khẳng định Trung Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính Việt Nam của Thiếu tướng Trương Giang Long, thì Tàu Khựa và Nguyễn Phú Trọng chừng nào sẽ sát hại ông ta? Ai bảo đảm là tướng Lương Cường, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương không là gián điệp của Hoa Nam? Ngày xưa, cách đây 2.000 năm, lịch sử oai hùng của Việt tộc đã dựng nên một cuộc khởi nghĩa kháng chiến anh dũng, chống giặc ngoại xâm Đông Hán, giữ gìn và thống nhất nước mà bất cứ người dân Việt Nam nào cũng biết, và ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã nhắc đến. Đó là hai nữ anh hùng của dân tộc Việt Nam, đó là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Trước quân Đông, sức mạnh của Mã Viện, hai bà Trưng đã gieo mình xuống dòng sông Hát Giang Tuấn Tiết. Gần 1.800 năm trước, năm 226 Bính Ngọ, có bà Triệu Thị Trinh hay Triệu Quốc Trinh, tức Triệu Ẩu, là nữ phái chân yếu tay mềm nhưng đã khẳng khái nói rằng: "Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh đạp luồng sóng dữ, chém trường cá kình ở Biển Đông, lấy lại Giang Sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người ta." Hai thế kỷ trước thì có đại quan Phan Thanh Giản, năm 1796-1867, đã chọn cái chết can trường vì hiểu rõ tình hình yếu kém của quân Nam với gươm giáo cung tên và súng cổ, không thể chống lại vũ khí tối tân cùng quân lính thiện chiến của Pháp. Quan kinh lược xứ Phan Thanh Giản đã uống thuốc độc tự tử để thể hiện chí khí sống chết theo Thanh. Gần hơn nữa thì miền Nam nước Việt có ngũ tướng quân: Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Thiếu tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn tướng Trần Văn Hai, Chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ cùng bao chiến sĩ vô danh thuộc
quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã dũng cảm hy sinh, chết theo thành, chết theo vận mệnh của đất nước. Trong số các bậc anh hùng ấy, nếu nói riêng về hải chiến thì có Ngô Quyền 898 đến 944 với đại chiến Bạch Đằng Giang, chôn xác quân Nam Hán, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trận nổi tiếng với trận thủy chiến diệt quân Nguyên ở sông Bạch Đằng năm 1288. Trần Quốc Tuấn đã khẳng khái với vua Trần Nhân Tông rằng: "Xin bệ hạ hãy chém đầu tôi trước rồi sau đó sẽ hàng." Và dĩ nhiên lịch sử đã không quên hải chiến Hoàng Sa là một trận chiến giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Cộng xảy ra vào ngày 19 tháng 1 năm 1974 trên quần đảo Hoàng Sa với tinh thần anh dũng, khai hỏa trước trên để thể hiện sự bất khuất trước hải lực của giặc thù Trung Cộng, của Hải quân Thiếu tá Ngụy Văn Thà cùng 74 chiến sĩ Hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lịch sử từ ngàn năm xưa đến thời cận đại đã rành rành ghi lại chứng tích của bao vị anh hùng nữ sĩ với khí phách của người con dân nước Việt đã anh dũng chống lại giặc ngoại xâm Hán, Mãn, Nguyên, Mông, Thanh. Những vai u thịt bắp, những tướng tá với trong tay quân lính, tàu ngầm, xe tăng, hỏa tiễn, vân vân, đành quay mặt với tiền nhân, há chịu cúi đầu khuất phục trước quân giặc tàu Cộng hiện nay. Trước các chứng tích không thể phủ nhận tinh thần yêu nước, có bổn phận và trách nhiệm với dân tộc qua bao thế hệ dựng nước và giữ nước của tiền nhân. Hôm nay Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị là Chủ tịch nước kiêm cả chức Tổng Bí thư của Đảng cầm quyền đã làm được những gì ngoài việc tiếp tay nối giáo cho kẻ thù truyền kiếp của Việt tộc từ thời phương Bắc. Chủ tịch Quốc hội, một cơ quan quyền lực tối cao theo chữ nghĩa, đã làm được gì ngoài chuyện làm phận nô tì cho thiên triều tàu Cộng? Nguyễn Xuân Phúc, KLMV, Ngô Xuân Lịch cùng các quan chức tướng lãnh trục bu của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm gì hay chỉ biết cúi đầu vâng dạ với bọn cướp Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản tàu Cộng? Hôm nay các tướng lãnh của cái gọi là quân đội nhân dân có ai hay những ai đã nguyện hy sinh cho đất nước và dân tộc trước sự xâm lăng hung hãn của Trung Cộng qua các vụ việc đất liền, vịnh, thác, ải và Biển Đông? Ai? Ai là những người nắm trong tay quyền bính, là những tướng xứng danh là tướng để cứu lấy dân tộc và lưu danh thiên cổ? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chương trình chúng tôi phát triển tốt hơn. Xin hãy chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình chúng tôi sắp phát hành. Đừng quên bấm vào quả chuông để có những thông báo nhanh hơn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.